Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Trước đây khi mà nhắc tới những chiếc máy có vấn đề nó cảm ứng như kiểu liệt cảm ứng, loạn cảm ứng hay là cảm ứng có vấn đề không được ổn định thì chúng ta hay nghĩ tới những chiếc máy đến từ nhà LG hoặc là những chiếc máy được sử dụng tấm nền đến từ nhà LG. Nhưng gần đây thì có một chiếc máy không sử dụng màn hình của nhà LG, cũng không phải là máy của LG nhưng vẫn có vấn đề liên quan đến cảm ứng, thì đó chính là chiếc Samsung Galaxy A70 như mình đang có ở đây. Mình cũng đã đọc được khá nhiều comment phàn nàn ở trên trang của Thế Giới Di Động về việc là A70 có cảm ứng không được ổn định khi mà chơi game, về việc là người ta bỏ ra 10 triệu nhưng mà lại có một cái máy cảm ứng không được ngon lành. Thì mình cũng đã mượn thử một chiếc máy về để test thử xem rằng là thực hư của nó như thế nào, có phải thông tin xác thực hay không, hay là chỉ là những thông tin hòa mù của một bên nào đó đang tung ra để dìm hàng chiếc A70 này. Và khi mà mình thử ấy thì mình xác nhận đấy là A70 có vấn đề thật các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy ngay ở đây nhá, khi mà mình đi vào trong cái xe này, mình sẽ đặt tay đúng cái nút để có thể là di chuyển cái xe, thì các bạn sẽ thấy cái xe chạy nhưng mà nó cứ chạy, nó lại dừng, chạy, nó lại dừng, chạy, nó lại dừng, nó không hề ổn định một tí nào, các bạn thấy không? Ví dụ đây nhá, này mình sẽ để mé đây này, đó, sẽ chạy. Lúc này thì nó lại chạy bình thường, đó, các bạn thấy không? Đây này, nó sẽ tự động đứt cảm ứng ra nhá, đó, các bạn thấy không? Nó nhấp nháy này. Mình để tay nguyên một chỗ không hề làm gì hết và bây giờ nó đứt, nó không nhận cảm ứng luôn, trong khi đó tay mình thì vẫn để trên màn hình đó, các bạn thấy chưa? Đây này, mình sẽ bấm lại một lần nữa, đó, nó lại đứt cảm ứng ra. Rõ ràng là chiếc A70 này đang gặp vấn đề đến cảm ứng, nhưng mà mình vẫn chưa rõ nó là vấn đề liên quan phần cứng hay là liên quan phần mềm, bởi vì là chỉ khi chiếc máy này nó nóng lên thì nó mới bị đấy. Các bạn sẽ thấy nhá, mình đang chạy này, đó, nó tự dừng, mình đang chạy, nó lại chuẩn bị tự dừng này. Đó, bạn thấy không? Mặc dù là mình không hề nhả tay ra một tí nào, mình không hề nhả tay ra nhưng nó vẫn bị dừng. Và đây, các bạn sẽ thấy cái một thằng đang bắn mình kìa. Đó, các bạn thấy không? Mình không thể nào mà điều tâm vào người nó được. Rất là khó để mình có thể điều tâm. Các bạn thấy không? Này, tay mình đưa này. Đây nhá, mình sẽ cho các bạn xem này. Bình thường ấy, khi mà mình chỉ cần nhay nhay này một tí thôi là người, là cái tâm nó cũng sẽ đảo theo. Đó, như bây giờ thì nó bình thường. Nhưng mà khi mà mình đưa tay này, các bạn thấy không? Nó cảm giác giống như kiểu nó có một sự delay nhẹ, và cũng như là nó không được nhạy như cái lúc ban đầu, cái lúc mà mình mới vào game. Và khi mà mình chạy này, đang chạy, có thể nó sẽ đứt cánh giữa đường, tức là nó đứt cảm ứng giữa đường, nó sẽ không cho mình chạy nữa. Nhưng bây giờ thì nó lại đang bình thường mất rồi. Mình sẽ thử cho các bạn xem nhá. Ví dụ như khi mà mình đây, mình sẽ đi kiếm một cái scope để cho các bạn có thể thấy một cách rõ ràng nhất. Đó, nó lại bị đứt cảm ứng giữa đường rồi. Và bây giờ chiếc máy của mình thì đang khá là ấm lên. Rõ ràng nếu như mà cái chiếc A70 này mà không gặp vấn đề liên quan đến cảm ứng á, thì đây lại là một chiếc máy có một cái cấu hình được tối ưu hiệu năng rất ngon để chơi được game PUBG Mobile, khi mà nó có thể mở cái setting đồ họa lên được là HD cực cao, hoặc là nếu như các bạn để mượt thì có thể lên được cực độ, mình có thể mở HDR lên cực cao được. Rất là ngon. Và nếu như anh em nào đang thắc mắc liệu có phải là do cái mức cấu hình mà mình để nó quá cao hay không, thì mình xin xác thực với các bạn là không, bởi vì khi mà mình mở nó xuống đồ họa ở mức mượt và cực độ hay là mượt và cao này thôi, thì chiếc máy vẫn gặp cái vấn đề liên quan đến cảm ứng không được nhạy. Từ đó nó sẽ khiến cho các bạn khó khăn trong cái việc là chơi những tựa game FPS kiểu PUBG Mobile, hay là các bạn chơi những tựa game kiểu Liên Quân Mobile thì nó cũng sẽ bị gặp vấn đề mà thôi. Rất nhiều người đã comment và phàn nàn rồi. Thế nên rằng nếu như các bạn đang chuẩn bị mua Samsung Galaxy A70 mà các bạn muốn có một sự ổn định thì các bạn sẽ phải xem xét lại, bởi vì chiếc máy này hiện tại nó chưa hề ổn định một tí nào. Đó, các bạn sẽ thấy cái thao tác để mình có thể chỉnh tâm một người, cái thằng ôn con ở trong kia này, không thể nào mà điều vào được, rất là khó chịu luôn. Nó chạy đi mất rồi, bây giờ làm sao mình có thể đuổi theo nó được. Nó nấp ở ngay trong góc này, nó chạy ra ngoài. Nhưng mà bây giờ thì mình, đó, các bạn thấy chưa, nó cứ loạn xị ngọ hết cả lên, mình không thể nào mà nói chung là cố gắng thì vẫn được thôi, nhưng mà để mà điều tâm vào người đối phương thì là một điều rất là khó khăn. Thế nên rằng là khi các bạn bắn, đó, các bạn thấy chưa, này, nó còn không thèm nhận được cảm ứng này, rất là khó chịu trên chiếc A70 này để có thể chơi game. Nhưng mà nếu như trong tác vụ hàng ngày thì sao? Nếu như mà trong cái tác vụ hàng ngày, kể cả khi mà chiếc máy này nó đang bị gặp vấn đề liên quan đến cảm ứng trong chơi game ấy, thì các bạn sẽ thấy này, cảm ứng vẫn rất là bình thường, nhưng mà nó vẫn sẽ không được mượt, các bạn thấy không? Mình đưa tay rất mạnh mà trang này thì nó lại đi là rất chậm.
Trong khi đó nếu như ở trạng thái bình thường mình chỉ cần đưa nhẹ này thôi thì cảm ứng nó sẽ phải thực thi những cái hành động nó ăn theo cái nhịp tay của mình, chứ nó sẽ không chậm đến cỡ như thế này. Tức là cái vấn đề cảm ứng của chiếc A70 nó không chỉ xảy ra ở trong game, mà khi mà nó đã gặp cái vấn đề rồi, nó sẽ liên quan đến cả những cái trải nghiệm tác vụ hàng ngày của bạn. Và kết luận trong video này thì mình xác nhận rằng A70 có lỗi về cảm ứng. Thế nên nếu như anh em nào đang sử dụng A70 mà bị những lỗi này thì các bạn nên mang ra trung tâm bảo hành của Samsung hoặc là mang ra thế giới di động để đổi một chiếc máy khác. Bởi vì trước đây mình có cầm và sử dụng một chiếc A70 và mình chơi từ game PUBG Mobile thì nó không hề bị hiện tượng này, và nó sẽ chỉ bị trên một số thiết bị mà thôi. Nên là nếu như anh em bị thì cứ làm theo mình nhá, mang ra trung tâm bảo hành để được đổi một cái máy mới hoặc là thế giới di động. Và trên đó là chia sẻ của mình về việc chiếc Samsung Galaxy A70 đang gặp vấn đề về cảm ứng, và máy của bạn có đang bị hay không. Xin mời comment để lại cái tình trạng máy bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Các bạn đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.